Chào tất cả anh em thợ máy và khách hàng. Thì hôm nay mình bảo trì xe 135 xuống 2/10. Thì mọi người để ý kỹ khúc này, mình sẽ quay lâu cái khúc mà nó kêu nha mọi người. Và bắt đầu mình bước vào xử lý nha. Bắt đầu mọi người nghe nha. Mình vừa nổ máy và mình lên ga từ từ, mọi người nghe khúc này cho rõ. Rồi bắt đầu mình sẽ cho mọi người nghe lại khi mình xử lý nha. Đây là tiếng kêu cò nha mọi người. Rồi bắt đầu mình sẽ mở cái nắp ra. Mọi người để ý nè, nó rơ nè, mọi người thấy không? Nó rơ rất là nhiều luôn. Do khúc này mình không có lấy thước để vô, nó rơ gần 25-26 luôn mọi người. Rồi bắt đầu mình dùng thước lá của mình, mình sẽ canh phía trên là 10, ở dưới là mình 15 nha mọi người. Đây là hoàn chỉnh rồi, mình sẽ gáp vô mọi người. Thì mọi người nghe lại cái đoạn này và đoạn đầu mọi người so sánh thì cái tiếng này nó sẽ khác nha mọi người. Mình sẽ nổ máy và mình cũng lên ga nhẹ nhẹ mọi người nghe, chỉ còn tiếng giọng nồi thôi, còn cái tiếng mà lên ga như lúc đầu kêu là nó không còn nha mọi người. Mọi người tua lại cái khúc đầu giúp mình nha. Thì nói chung về tiếng xe á, thì mọi người làm nhiều thì mới quen được, còn nghe trên điện thoại á, nhầm khi á, cũng khó lắm. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ cho những anh em mới vô nghề tham khảo nha. Thì anh em nào biết rồi bỏ qua. Mọi người